Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, khi quá trình xả lũ ở lưu vực sông Hải Hà tiếp tục diễn ra, các kênh xả lũ chính như sông Vĩnh Định và sông Đại Khánh ở Thiên Tân tiếp tục hoạt động ở mực nước cao. Hiện tại, tình hình lũ lụt ở sông Vĩnh Định và sông Đại Khánh được chú ý nhiều nhất là gì? Khu vực chứa và giữ lũ đã được kích hoạt chưa? Lưu Triển Chiêu, Giám đốc Trung tâm Điều phối và Điều hành Kỹ thuật nước Thiên Tân giải thích tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay. Khu vực sông Vĩnh Định, tỉnh Hà Bắc đã được kích hoạt. Theo báo cáo và khảo sát thủy văn của ba nơi ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, vào ngày 28 tháng 8, lưu lượng xả của ngã ba cầu Lỗ Câu, sông Vĩnh Định đã giảm xuống còn 170 mét khối mỗi giây. Lưu Triển Chiêu nói rằng điều này cho thấy quy mô của lũ lụt về cơ bản có thể được xác định. Điều này có lợi cho công việc điều động và nghiên cứu tiếp theo. Hiện tại, khu vực ngập lụt sông Vĩnh Định ở tỉnh Hà Bắc đã được đưa vào sử dụng sau khi nước lũ tràn vào khu vực ngập lụt. Nó đã bị các chướng ngại vật như mương và cây cối chặn lại. Đất thấm vào, tốc độ dòng chảy đã giảm đáng kể và tình hình chung đã ổn định. Theo Lưu Triển Chiêu, mặc dù việc xả thải vẫn tiếp tục nhưng tốc độ dòng chảy tại đoạn Thiên Hà ở quận Ngô Khánh, Thiên Tân vẫn đang tăng lên, vượt quá 100 mét khối mỗi giây. Nhưng hiện tại, khu vực Thiên Tân của khu vực xả lũ sông Vĩnh Định vẫn chưa được sử dụng và lũ vẫn đang chảy trên sông. Nhưng trong tương lai, không thể loại trừ khả năng lũ lụt ở tỉnh Hà Bắc và vùng lũ sông Vĩnh Định đổ vào Thiên Tân. Theo báo cáo và khảo sát thủy văn của tỉnh Hà Bắc, vào ngày 28 tháng 8, lưu lượng xả của trung tâm tòa nhà mới ở thượng nguồn sông Đại Khánh đạt 2.500 mét khối mỗi giây và tiếp tục tăng. Lưu Triển Chiêu cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin với các vùng thượng nguồn, kịp thời nắm bắt tình hình xả lũ, tiến hành nghiên cứu, phán đoán toàn diện. Các chuyên gia lý giải tại sao Thiên Tân lại bị ngập sau nhiều năm. Hiện tại, trọng tâm công tác kiểm soát lũ lụt của Thiên Tân đã chuyển sang chống đỉnh lũ, ngăn chặn lũ lụt, đảm bảo an toàn và duy trì sự ổn định. Đối với nhiều người ở Thiên Tân, lũ lụt là một điều tương đối xa lạ và nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Cuối cùng, phóng viên đã phỏng vấn Lý Bảo Quốc, một kỹ sư cao cấp của Học viện Khoa học nước Thiên Tân, để giải thích tình hình lũ lụt có liên quan. Lý Bảo Quốc nói rằng, lý do chính là lượng mưa ở lưu vực sông Hải Hà lớn nhất kể từ năm 1963. Theo thống kê của Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà, tính đến 11 giờ trưa ngày thứ Hai, tổng lượng mưa trên lưu vực đã vượt quá 40 tỷ mét khối, tương đương với lượng nước chảy tràn hàng năm của lưu vực sông Hải Hà. Theo tin tức khí tượng Bắc Kinh, tính đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 8, hồ chứa Vương Gia Nguyên ở Trường Bình, Bắc Kinh có lượng mưa là 744,8mm. Đây là lượng mưa cao nhất trong 140 năm được ghi nhận bằng thiết bị đo lường ở Bắc Kinh. Dữ liệu từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc cũng cho thấy lượng mưa tích lũy, lượng mưa cực đoan tại một trạm và cường độ mưa tối đa đều vượt quá các trận mưa bão cực đoan vào năm 1996 và năm 2016. Tính đến 11 giờ trưa ngày 27 tháng 8, lượng mưa trung bình trong khu vực mưa của tỉnh Hà Bắc là 154,3mm. Có 1.638 trạm quan sát khí tượng ở phía đông nam Trương Gia Khẩu, Bảo Định, khu mới Hồng An và những nơi khác vượt quá 250mm. Trong số đó, Đài quan sát khí tượng Tráng Triệu Trang, Lương Gia, huyện Lâm Thành, thành phố Huỳnh Đài có lượng mưa lớn nhất là 1.003,3mm. Lý do thứ hai là khả năng điều tiết và lưu trữ của đoạn sông giữa khu vực mưa và Thiên Tân là không đủ. Lấy sông Vĩnh Định làm ví dụ, lượng mưa chủ yếu tập trung ở Môn Đầu Câu, Phong Sơn và các khu vực khác. Khu vực chứa và giữ lũ đầu tiên sau khi xả lũ là vùng ngập lũ của sông Vĩnh Định qua tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân. Điều này có nghĩa là sau trận mưa lớn ở thượng nguồn, nước lũ xả về cơ bản sẽ không bị chặn, sẽ trực tiếp đến khu vực ngập lụt của sông Vĩnh Định. Vì vậy, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của lũ lụt ở Thiên Tân. Vài ngày trước, có thông tin cho rằng khu chứa và ngăn lũ Đông Điếm ở tỉnh Hà Bắc đã được đưa vào sử dụng vào sáng sớm ngày 27 tháng 8 và thời gian lũ đến Thiên Tân là khoảng 9 giờ. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi có cảm giác khoảng cách cũng không xa lắm, tại sao khoảng cách thời gian dài như vậy? Về vấn đề này, Lý Bảo Quốc giải thích, nói chung tốc độ dòng chảy của lũ trên sông là 0,5m đến 1m mỗi giây, và nó có thể di chuyển tối đa hơn 80 km một ngày. Khu vực xả lũ Hà Bắc đến Thiên Tân khoảng 200 km,
tính theo tốc độ dòng chảy nhanh nhất của lũ trên sông thì sẽ mất từ 3 đến 4 ngày. Ngoài ra còn có các khu vực chứa lũ như hồ Bạch Dương Điếm, sông Tiểu Thanh và Lan Câu Oa ở giữa có thể làm giảm tốc độ xả lũ, đồng thời tính đến công tác chuẩn bị đón lũ ở hạ du. Nếu tính đến điều này thì đương nhiên thời gian sẽ dài hơn. Hôm 28 tháng 8, tại bờ kè phía bắc của đoạn thị trấn Thái Đầu trên sông Đại Khánh, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương gia cố bờ kè do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Lượng mưa cực lớn liên tục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở dãy núi Thái Hàng và Yên Sơn. Mực nước ở thượng nguồn sông Đại Khánh tiếp tục tăng lên, các khu vực tạm giữ để xả lũ. Thị trấn Thái Đầu, thị trấn Độ Lưu và thị trấn Vương Khẩu sẽ có 23 ngôi làng và hơn 30.000 người sẽ phải di rời. Tĩnh Hải nằm ở hạ lưu sông Cửu Hà, nơi gặp nhau của sông Nam Vận, sông Di Gia và sông Đại Khánh, đồng thời kết nối với nhiều hệ thống phụ lưu thượng nguồn. Chống đỉnh lũ, chống lũ thời gian không còn nhiều, quá trình khó khăn, nhiệm vụ gian nan là cuộc đọ sức sinh tử. Mọi người phải chấp hành hiệu lệnh và phản ứng tích cực. Những người có điều kiện lánh nạn cùng người thân, bạn bè phải được chuyển đến nơi an toàn kịp thời, giữ liên lạc với nhau. Những người được tái định cư tập trung phải tích cực phối hợp với nhau tái định cư. Nhân dân cả vùng phải một lòng, một chí, không tin đồn, không tung tin đồn thất thiệt, không ngụy tạo tin đồn, cùng nhau xây dựng vạn lý trường thành thép để chiến thắng trận lũ này. Miễn là chúng ta chia sẻ tình hình chung và cùng vượt qua cơn bão, chắc chắn chúng ta sẽ đến được điểm lũ rút và chúng ta sẽ trở về nhà sớm nhất có thể. Theo truyền thông địa phương đưa tin, khi quá trình xả lũ ở lưu vực sông Hải Hà vẫn tiếp tục, các kênh xả lũ chính như sông Đại Khánh ở Thiên Tân tiếp tục hoạt động ở mực nước cao. Theo Lưu Triển Chiêu, Giám đốc Trung tâm Điều phối và Điều hành Kỹ thuật nước Thiên Tân, theo báo cáo và khảo sát thủy văn của tỉnh Hà Bắc hôm 28 tháng 8, lưu lượng xả của Trung tâm Tân Nhai Phương ở thượng nguồn sông Đại Khánh đạt 2.500 m3 mỗi giây. Và nó vẫn đang tăng, lưu lượng lũ trong khu vực chứa và dự lũ đã tăng lên và lũ dự kiến sẽ đến Thiên Tân vào khoảng ngày thứ hai tới. Phóng viên của Southern Metropolis News từ Bắc Kinh cho biết, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, Nghê Nhạc Phong, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc kiêm Giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ ở Bảo Định, thành phố và quận mới Hồng An. Kể từ thứ Bảy tuần trước, do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5, khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc liên tục hứng chịu mưa lớn. Thành phố Bảo Định tiếp giáp với Bắc Kinh và khu mới Hồng An nên nhiệm vụ chống lũ rất gian nan và vất vả. Cần tăng cường kiểm tra hồ đập, tâm lũ, giải quyết các nguy cơ, bảo đảm an toàn khu vực xung quanh. Cần tăng cường liên lạc với Bộ Quốc phòng, kích hoạt các khu vực chứa lũ theo yêu cầu, giảm áp lực cho việc kiểm soát lũ của Bắc Kinh, kiên quyết đóng vai trò là hào nước cho thủ đô. Thưa quý vị, những ngày mưa lớn khiến sông Bạch Câu trở thành biển nước, hơn 500 cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân dự bị, tất bật đắp đê, gia cố bờ bao, chuẩn bị cho đợt đỉnh lũ mới sắp tới. Nghe Nhạc Phong bày tỏ lời chia buồn thân ái và lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Nghe Nhạc Phong đã đến dự án bảo tồn nước Tân Nhai Phương ở quận mới Hồng An, kênh Bách Hồng, bờ phải sông Juma Nam, khu vực Dung Tây và những nơi khác để kiểm tra tình hình kiểm soát lũ lụt và ngập úng. Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết của Trung Quốc, từ hôm thứ Hai, tâm mưa lớn sẽ chuyển sang khu vực trung tâm và phía đông của Cát Lâm và đông nam Hắc Long Giang, và một số khu vực sẽ bị ảnh hưởng vào ngày thứ Ba và sẽ có mưa xối xả hoặc mưa lớn. Cùng lúc đó, Chiết Giang bị bão Kanu tấn công, nhiều nơi ở Hắc Long Giang phát cảnh báo đỏ với mưa lớn. Bắt đầu từ 2 giờ đêm ngày 28 tháng 8, thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã hứng chịu một trận mưa lớn. Và lúc 11 giờ trưa ngày 28 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Cáp Nhĩ Tân đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị chính là Hồ Lan, Song Thành, A Thành, Tân Tây An, Vũ Xương, Thượng Chi và Diên Thọ. Khu vực cục bộ ở phía nam Thượng Hải có thể đạt 200-250mm. Các khu vực khác có thể đạt 40-100mm. Dự báo lượng mưa sẽ tiếp tục tăng cho đến ngày mai. Hiện tại, Cáp Nhĩ Tân đang bị ngập úng nghiêm trọng, có nơi ngập sâu tới nửa mét. Hôm 28 tháng 8, khu đô thị chính của thành phố Cáp Nhĩ Tân đã nước ngập thành sông. Chỗ sâu nhất của nước là dưới đầu gối, mặt nước sông Mã Gia Câu gần đến mặt cầu. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một số con đường ở Cáp Nhĩ Tân hiện đang bị ngập trong các tình huống khác nhau, khiến việc lái xe trở nên khó khăn. Mưa lớn khiến 40 chuyến bay bị hoãn. Hiện tại, Cáp Nhĩ Tân đã đưa ra ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 3 cấp độ. Chính quyền nhắc nhở người dân hạn chế đi lại không cần thiết, đóng cửa chợ đêm và các danh lam thắng cảnh. Đồng thời, 12 địa điểm bao gồm Đạo Lý,
Đạo Ngoại và Vũ Xương bị đình chỉ các lớp học, công việc và phương tiện đi lại. Ngày 22 tháng 8, Hắc Long Giang cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trạm thời tiết ở Chiêu Đông, thành phố Tuy Hóa, Hắc Long Giang có lượng mưa 91,7mm trong vòng 3 giờ vào ngày 28 tháng 8. Dự kiến lượng mưa tích lũy sẽ lên tới hơn 100mm. Theo dự báo thời tiết, đợt mưa này ở Đông Bắc Bộ có tính chất đối lưu thời tiết mạnh, có thể xảy ra dông, gió giật mạnh, mưa đá, thậm chí lốc xoáy ở một số khu vực. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông đất liền, vào ngày 28 tháng 8, cơn bão số 6 năm nay Kanu đã tiến vào biển Hoa Đông và đổ bộ vào Chiết Giang lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Tâm nằm ở biển Hoa Đông khoảng 370 km về phía đông nam thành phố Ngọc Hoàn, trên cao sức gió vùng gần tâm mạnh nhất cấp 15. Bị ảnh hưởng bởi điều này, các vùng ven biển phía bắc Chiết Giang có mưa vừa đến mưa to cục bộ và mưa lớn. Thượng Hải sẽ có mưa rào hoặc dông rải rác trong thời gian ngắn. Từ Nam Thông, Giang Tô đến Hạ Môn, Phúc Kiến, bão sẽ mạnh thêm từ 50 đến 120cm. Sẽ có sóng lớn từ 4,5 đến 5,8m ở vùng nước ven biển Chiết Giang. Sóng lớn từ 3,5 đến 4,4m ở vùng nước ven biển phía Bắc Phúc Kiến và Thượng Hải. Và sóng trung bình đến lớn từ 2 đến 3m ở vùng nước ven biển phía Nam Giang Tô. Sóng vỗ vào bờ ở thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang cao hơn tới 10m. Còn xảy ra hiện tượng nước biển chảy ngược ở Hạ Quan, Thương Nam. Những ngày gần đây, trong kỳ triều cường thiên văn, những con sóng khổng lồ lần lượt ập đến ở khu vực biển Thạch Đường thuộc thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang với chiều cao tối đa hơn 20m. Khách du lịch hiện bị cấm đến gần bờ kè. Hiện tại, Chiết Giang đã đóng cửa 125 danh lam thắng cảnh cấp A, 172 dự án du lịch có rủi ro cao và 16 địa điểm văn hóa công cộng. Ninh Ba, Ôn Châu, Chu Thiện, Thái Châu, Kim Hoa và những nơi khác đã ban hành ứng phó khẩn cấp với bão. Tính đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 8, 33 tuyến phà chở khách đường thủy ở Ôn Châu đã bị đình chỉ. Theo tin tức từ Đài quan sát khí tượng đại lục vào ngày 29 tháng 8, từ 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8, khu vực Hà Đào của Nội Mông và một phần phía Đông Bắc, Nam sông Hắc Long Giang, miền Trung và Tây Cát Lâm, Đông Thanh Hải, Bắc Thiểm Tây, Bắc Sơn Tây, Bắc Hà Bắc và một số khu vực phía Đông Chiết Giang có 8 đến 10 cơn dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá, cục bộ gió giật cấp 11, cấp 12 có thể xảy ra lốc xoáy. Dự kiến sẽ có mưa cục bộ từ 100 đến 150mm ở Đông Bắc Nội Mông, Đông Nam Hắc Long Giang và Bắc Cát Lâm. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo vào ngày 28 tháng 8 rằng 2 đến 3 cơn bão có thể đổ bộ vào Trung Quốc đại lục vào tháng này và nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt ở nhiều nơi ở phía Bắc và phía Nam là tương đối cao. Đài quan sát khí tượng đại lục cũng dự đoán trong tháng này dự kiến sẽ xảy ra 4 quá trình nhiệt độ cao, nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng nhiệt độ cao ở Nam Bắc Trung Quốc, Trung và Bắc Trung Quốc, Đông Tây Nam là tương đối cao, mức độ nguy hiểm cháy rừng ở Đông Nam Tứ Xuyên, Tây Nam Trùng Khánh và Bắc Tân Cương là tương đối cao. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.